bà hãy và được trong bà đi ra bà vô cái nhang ha, bà cố gắng bà theo bà nha, bà theo nén hương này nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ở đâu? Ừ, cái gì? Ơi. Ừ, trời ơi trời. Ủa thấy ai đâu? Sao nguy hiểm quá vậy? Cứ kìa hết trơn luôn kìa, đồ cúng rồi kìa. Trời ơi. Cúng cũng yên người ta. Em xuống dưới cho tao. Tôi cúng cho bà lão ở đây rồi, tôi xuống cúng cho ông. Còn ông không ấy nữa rồi. Cứ kìa, ý, sập luôn rồi. Sập luôn rồi. Có tiếng người đàn ông trong trên này nè. Bà ơi, cho con hỏi thêm một điều nữa là khi bà đến đây là hai người ăn tu hơi ở đây á, là họ còn hay là ra mắt rồi? Họ còn à? Hay là họ mắc rồi? Họ mắc rồi à? Đúng không? Ôi, họ đã mắc rồi rồi. Hỏi bà kỹ coi là bà có cần cái gì không? Bà có cần tụi con giúp đỡ điều gì không? Bà nói sao? Cúng cho bà hưởng nè. Tại sao bà lại cần đồ cúng mà bà không cần tụi con giúp bà về chùa bà tu? Bà ơi, hữu duyên hai cháu con đặt chân đến đây á, con biết ở nơi đây có một số vong linh đang ở đây, thì hai con cháu con có nguyện rằng đi đến đâu mà gặp vong linh thì hai con cháu sẽ giúp đến đấy. Và cũng có nghe câu chuyện về cái sự tồn tại của vong linh ở nơi đây, hôm trước của con có đến thì cũng đã được gặp bà rồi, thì bây giờ hai con cháu con trở lại nơi đây á, thì mong rằng hôm nay hai con cháu có thể giúp đỡ bà, hoặc ít ra cũng đó là tìm hiểu để mong bà có cần cái gì không, để hai con cháu có thể cố gắng để làm những điều đó được phải không? Ừ, sao đấy, cái bà nãy tôi thấy bên đó ông thấy giống vậy không? Bà chứ hai nơi giống không? Nam mô Phật, con chào bà. Bà ơi, có phải lúc nãy bà hiện xuất hiện bên kia phải không ạ? Thấy chưa? Thấy rồi. Bà, hôm nay hai con cháu con trở lại nơi đây thì hai con cháu của con cũng không có biết là cái sự hiện diện của bà, cho nên cũng không có chuẩn bị nhiều đồ để đến cầu khấn cũng như là cúng cho bà. Thì hôm nay tụi con có biết dạch cái đó nữa. Từ từ để nó dạch. Tủ nằm chắc hai người nằm được mà chen nhau á, mà hơi chặt nữa đó, mà có tầng nữa kìa, trên lầu à? Có lầu dưới nữa là trệt nữa. Không ngờ mà tính ra này cũng làm, này cũng cầu kỳ chứ bộ, mà sao thấy đi bỏ hang ủng người ta, tính đi một cái nơi cái này muốn cắt ra nhà phải dễ dễ đâu. Dạ. Yeah. Nó mua với Phật thì ấy da, cái gì? Cái gì? Ấy da. Cái gì? Ê, từ. Ấy, chữ lôi á. Tôi để máy xuống đã. Được không? Cái gì trời? Từ. Chứ quấn tao nào không hay vậy? Ấy da, ấy da. Từ mà. Đau. Quay nè. Ừ. Gì? Mà sao nó quấn tao nào không thấy vậy? Tao bị quấn hoài rồi mà. Bố luôn à. Từ từ. Quỷ quái nó này. Ủa? Trong mình đã dính thằng cày nào đúng gì? Chắc người giật không ra gì? Giật ra. Thằng cày dính là chịu rồi. Ôi trời, mũi. Bà này á, là có thể bả từ nơi khác đến, và mấy ông mà ăn tu đây không biết là còn hay là như thế nào. Đôi khi á,
À, những cái cốc bỏ hoang cái này thì những vong linh họ cũng thích vào, họ cũng ngủ lắm. Mà tại sao mà bà này bớ bển rồi bỏ qua đây, bớ qua đây xong u khi nào qua bển là không? Ai đâu biết. Đây, đây cái tiếng gì trong kia? Ơ, ở trong cái, ở trong cái bếp. Kìa, kìa. Nhìn trong cái bếp á. Hôm nay tôi zoom là mới thấy được. Có bộ ở đây là có người chăm sóc những cái cây này nè. Không sợ mưa nó tốt anh á. Cái nhà ấy bà còn đó đó. Bà ơi bà ra đây, bà muốn bà ra đây thì tụi con cúng kiến cho bà ha. Một ít đồ cũng như là một ít với tiền bạc quần áo cho bà. Cái nhà này ý chứ có lỗ nha. Ê. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Cái gì? Lẹ đi. Dữ lắm bự rồi. Cái gì? Từ từ nghe, từ từ nghe. Nè nè. Cái gì bự? Từ từ, từ từ. Thấy gì không? Con rít hả? Ừ kìa đó. Ôi trời ơi. Con đó người ta bắt ăn đó. Bắn tay cái à, vô cái á. Bức. Vô cái. Ủa mà sao không? Lúc quay chảnh mà quay xuống thấy bà không? Thấy, vô cái lỗ này. Ông muốn bò. Anh đàn ông hả? Ừ. Thế kìa. Nó bò thành dít á. Đâu đấy là tại nó quay ở trên mà. Nó bò dưới này nè. Sao trời. Mà vô cái vậy ông nội ơi. Mà sao mà lúc ổng với ổng là người đàn ông mặc áo màu à, giống áo đó lắm á. Cái gì? Mặc áo giống áo đó lắm á. Cái nào? Áo trắng áo đó, đó. Ừ cái này nè. Kì hôm nay ông này là thành gít quá ra. Bỏ dưới đó lên, bò lên cái thành gít. Ghê. Lúc đầu tôi chỉ là ổng mà quay ra thấy gít luôn. À, tôi nghe luôn. Trong nhà có cái thứ đàn ông ghen chứ. Thì đó ổng đó. Ở trong miếng cơ quay xanh này nè. Trời ơi bự ấp mỗi đi. Máy có quay thấy không? Thấy. Mà chắc thấy không kịp đâu, tôi lẹo quá. Chắc thấy mà thấy thấy. Cố tình dạch dạch ra tôi chưa nói gì vậy. Đây 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 đây. Kìa 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 kìa. Bả kìa. Nam mô Di Phật bà ơi. À, con xin phép được vào à ha. Cẩn thận nha. Thì ở đây á, thì tụi con cũng là những người đi để giúp đỡ như hương linh thôi. Thì con thấy bà cũng chắc có lúc mà mắt cũng tuổi cũng cao rồi. Con không biết nguyên nhân vì sao bà lại không đi siêu thoát mà lại vất vưởng nữa đây. Tụi con có giúp đỡ được cho bà điều gì hay không? Cái tiếng người đàn ông trên này nè. Bà ơi, cho con hỏi thêm một điều nữa là khi bà đến đây là... Hai người ăn tu hơi ở đây á, là họ còn hay là ra mắt rồi? Họ còn à? Hay là họ mắc rồi? Họ mắc rồi à? Đúng không? Ôi, họ mắc rồi rồi. Hỏi bà kỹ coi là bà có cần cái gì không? Bà có cần tụi con giúp đỡ điều gì không? Bà nói sao? Cúng cho bà hưởng nè. Tại sao bà lại cần đồ cúng mà bà không cần tụi con giúp bà về chùa bà tu? Con biết bà đói, nhưng mà con biết á, nếu mà vong linh mà thật sự đã phát tâm hoặc là không còn gì để lưu luyến á, trên cái trần này á, thì cái sự ham muốn để mà siêu thoát của bà. Mình chưa khuyên bà nó lấy gì bà đâu đi. Bây giờ bà đói bà đòi thôi. Dạ. Ý mình chưa có khuyên bà đi mà. À, bây giờ vô khuyên đi. Cúng đi. Gì? Cúng đi, cúng cho bà ăn thì cái gì tính bà đòi. Giờ cúng thì cúng đi phải đi. Đi sao? Cúng nghe. Ừ. Mà là gió thôi không được. Ê, cúng ở trong đó đi. Dạ hai con cháu con không ai bà vào trong đi. Bà vô trong đi, cúng ở trong. Tại đó. Gió đó con đốt được cày đốt nên không được. Đốt để nhà cũng không cháy nữa. Cẩn thận thôi, coi chừng bò ra. Trời bự không khóc nổi luôn.
Rồi bắt nướng ăn ngon á. Thôi má ơi, ông kêu bò á. Không, ý là tới bàn kia kìa. Bàn kia nó đắp nướng, nó ăn không đó. Thôi, măng không vô đâu. Nhớ đó tao mày bắt con không? Ừ, ghê mấy bà luôn. Mà nhỏ hơn này nữa. Nhỏ hơn. Con này bằng vô cái trời. Ủa là ghế khổng lồ thiệt đó. Bà, cúng luôn đi. Đặt lại, đặt lại, thẳng vô luôn nè. Bắn ngồi bên đây nè. Đây hả? Nè, lên đó. Dạ bơi, thì giờ hai con cháu con đó. Bà đâu? Bà đâu? Hai con cháu con thì hai con cháu con sẽ cúng ở đây, thì mong rằng là khi mà bà ăn được á, bà hưởng được những cái thứ này á, thì gì đâu rồi mà giờ bạn có thấy bà đâu không? Tôi nãy tôi thấy không, nó tôi người đó mất tiêu rồi. Tại vì cúng đi mà tính nữa, cúng đi mà cúng đây sao thấy tôi cúng gì? Cúng ngay trên giữa mày quay theo mày thẳng vô. Má đi ra mà dỡ máy qua đây đi. Ừ. Má đi ra rồi má không còn ở đó nữa rồi. Nè. Ừ đó đi. Cúng đây luôn hả? Ngay đây luôn. Ừ ngay chỗ đó. Hay là để máy cao đi. Ê, rồi. Hóa rồi. Kêu để máy nữa tôi kêu leo lên đâu. Nè để máy nè. Leo lên luôn sợ chứ. Ai có một dữ gì đâu. Cái xác cỡ đó mà leo được. Để đây góc nó ấy lắm nghe. Hẹp lắm. Ê. Bỏ qua lại hoài. Bây giờ bà muốn cúng đâu mà xác bà nhận đi. Bà ơi, bây giờ muốn con cúng ở đâu chứ bà ở đâu một ai một chỗ mà. Thôi tự nhiên có người giống như có người bóp họng nha. Không nghe được. Bà giờ bà muốn con cúng ở đây luôn không? Ngay đây luôn hen. Trời ơi, hết hồn, tưởng rắn không. Nè đây đây, đây cúng đi, đi cúng. Bà đừng có đi nữa, bà đi nữa tụi con nghỉ cúng à. Tụi con cũng như cục đá luôn đi. Đây luôn hen. Ừ, cục đá đó, đá bằng đó. Được rồi, được rồi. Bà ơi, hai con cháu con có ít lòng thành thì cũng chỉ mong là những vong linh hương hồn đây làm chứng cho tụi con. Giờ lại xuống dưới cây nè. Mấy cái bộ đồ thế nữ rồi ta. Gió mà nó đông kẹp được đâu. Đông kẹp gió. Gió con chịu không nổi. Nó phù phù này thì gió chịu không nổi đâu. Tiếp tao ơi. Không có chợ quá này bác đồ gì đựng gì mà hết thì không bỏ. Chắc đựng bánh rồi không gài quá. Ừ. Nè nè lấy mớ đồ ra. Còn đúng cây kẹp gió này. Dĩa bánh này. Ở đây còn có một ít bánh. Con cúng cho mong rằng là bà có thể nhận được. Bà cho con hỏi cái ông hồi nãy là hóa thành con gích đó, là ổng là cái người ẩn luôn ra đây ngày trước hay sao bà? Đúng rồi. Mà tại sao mà ổng hóa ra ông con gích vậy? Thế nữa nè. À, nghe gì không? Ổng tu mà ổng đi sai đường. Tu theo tà đạo rồi. Ừ. Thì ẩn tu nhưng mà gì đâu. Ê. Ê. Cái gì vậy? Cẩn thận mày. Thì tụi cháu tụi đây cũng cúng ở đây thì cũng cúng cho tất cả hương linh, ai muốn hưởng đến hưởng chứ không phải cúng riêng ai đâu mà phá phách gì. Ừ, cái này nam mô di phật rồi. À, tâm nặng ở trên núi này như nào thì cũng mà một luôn. Ừ. Ông ơi, ông thì bây giờ tụi con cúng ở đây á thì ông có gì ông đến ông nhận luôn chung với bà hen. Chứ tụi con không có dành cho riêng cho ai cả. Nếu mà không được thì ngồi tụi con xuống dưới cái nhà dưới cúng cho ông. Đây là cúng nhang. Khỏi đi. Có đất cát mà cắm dưới được rồi. Ừ. Gì trời.
ở đâu? Ừ, cái gì? Ừ, trời ơi trời. Ủa thấy ai đâu? Sao nguy hiểm quá vậy? Cái kìa hết trơn luôn kìa, đồ cúng rồi kìa. Trời ơi. Cúng cũng yên người ta. Em xuống dưới cho tao. Tôi cúng cho bà lão ở đây rồi, tôi xuống cúng cho ông. Còn ông không ấy nữa rồi. Cái kìa, ý, sập luôn rồi. Sập luôn rồi. Ổng rộng rộng nè mày ơi. Gì? Ba bà. Ổng rộng rộng nè. Rồi cúng cho bà cho xong đi, cậy đi. Rồi bà ở đâu nữa mà cúng? Ông này ổng quậy nè. Rồi dẹp dẹp chưa hả? Cái gì? Dẹp phủi phủi đi, cầu, 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 tính ra cầu có bả lên thì cúng. Trời cả nhà. Cát vô đây đầy luôn, cái dĩa luôn này còn gì nữa đâu. Cái ông này ổng là hiện tại là ổng... Có thể ổng là ngít chưa không? Kìa. Bả đây nữa nè, vợ đây cúng nè. Vợ hoài luôn. Chứ biết sao vợ? Giờ ổng qua đây ổng khóa, giờ ở đây thử coi. Đặt cái máy đây nè. Chết rồi, không có chỗ đặt rồi. Đây, được, đây được. Đây được. Chúng đâu? Cũng, cũng ngay cửa luôn đi. Bà ở trong á, bà ngồi trong kìa. Thấy nè. Cũng ngay cửa luôn đi. Nam mô Di Đà Phật. Bà ơi, bây giờ bà lại. Con mắt bà làm như không có mắt, không chồng. Bây giờ bà dùng cách nào cho tụi con cúng ý kiến cho bà được yên ổn á. Ông kia ông phá hoài thôi là cũng được. Đúng rồi, người già nhìn khuôn mặt ai cũng giống như ai vậy. Bứt cái cây luôn vô trước mặt hai chỗ cúng được. Bà cái ông kia ông phá quá à. Hai cậu cháu con muốn cúng cho bà cũng bị ông phá nữa, khó quá. Bà cũng thứ lỗi cho tụi con nha bà. Gì đâu nữa trời. Hay là cúng một mâm kế bên cho ổng đi. À cúng nó đi. Giờ cúng luôn cho ông đây luôn nghe. Ê mẹ đây tôi kiếm cái gì á. Ở trong có cái gì á thì sao lấy đi. Chắc khỏi đang cày quá, cày cháy không nổi. Bà ơi cho cũng mượn cái gì á bà. Ông ơi, ở đây hai cô cháu cũng cúng cho ông luôn nha. Mà ông có đến gì ông nhận ha. Ngày đó cháy không nổi luôn ơi. Cháy không nổi thôi, mình đốt nhang thôi. Ê ngang cái trình hết nhang luôn đó. Đi bao nhiêu lần đem tế thi. Trời quá trời. Hả? Cái gì? Tao nói tao á. Sao? Quên đem cái bọc đồ cúng, ý lộn cái nó lót đồ cúng. Hổm đem, lúc đem đem ba bốn cái. Mô gì Phật, bà ơi, giờ tụi con cũng kiến đây. Bà đến là hưởng. Bà có nhu cầu như thế nào bà có thể cho tụi con biết được. Con giúp được gì tụi bà con biết nha. Mô gì Phật. Còn nhanh không? Không biết rồi, để coi. Nam mô Phật, cả nhà cũng thông cảm cho con. Tụi con giờ giống như già lãng trí rồi. Không nhớ đem theo. Đi đâu mày? Còn coi máy giùm nghe. Ê à, không có chỗ ơi.
Nam mô Di Phật. Con xin phép ông lấy riêng cây nhang đó cho ông bên đây. Gió nổi lên dưới ta. Nam mô Di Đà Phật. Thì thôi về con cũng xin phép bà và ông con lui ra. Đi bỏ tôi luôn trời.
không thấy gì chứ cả. Anh ơi, Tú nó bị tàu tháo vượt rồi, nó đi về còn con ở đây. Lâu quá, đâu lại nó nãy giờ đi đâu chứ trời. Nó bị tàu tháo vượt. Tàu tháo vượt chạy xa quá xa. Cả nhà không biết nãy giờ tụi con đặt máy đây á, thì không biết có thấy được cái điều gì hay không. Nãy giờ tụi con cũng đặt máy khá là lâu rồi. Tú nãy giờ lâu vậy. Lên. Lẹ ơi. Cả nhà nó bị tàu tháo vượt. Con không biết nãy giờ là không biết, quan trọng là có khi mà con đặt máy đi cả nhà, thì quan trọng cái ông này á, ổng có xuất hiện hay không nè. Chứ hiện tại là hồi nãy giờ thì tụi con nói chung là bên bển thấy, nói chung cũng thấy, mà người đàn ông hóa thành cái con nè đeo vô đi, bị tao tháo ngược cho giữ vô chạy chứ xa té luôn, chạy nó đi, nó lận thầm đi luôn cái nhà, không kịp bé rồi. Ủa nó gì sao rồi? Ai biết rồi, tao cũng gọi tao đi nãy giờ á, tao đi lúc rồi kia tao ngồi nãy giờ đợi mày nãy giờ không thấy hết trơn, không biết sao mà. Không biết nãy giờ cũng có lâu rồi á. Ổn chưa? Thì tự nhiên cái tàu tháo được thì phải bỏ rồi chạy luôn cái. Thôi nói tiếng đi. Lần cầm đi. Bây giờ nói sao? Mới nói sao? Thì nói con bị tàu tháo được. Cả nhà thông cảm. Nó tụt tụ quần này là sao? Tự nhiên hắn thinh đi tiêu luôn. Nam mô Phật thưa bà ơi, thì tụi con thì vốn dĩ thì cũng có chút ít cúng kiến cho bà, thì không biết là bà có đến đây dùng hay chưa. Ủa có bà thì ở đó đó, cái bánh rồi chúng tôi. Ủa đâu ra, ai đâu biết. Cái ông này sao cúng chổng ông pháo vậy ta, kìa bà nữa kìa. Mà sao bà ơi, thì bây giờ á con á, thì tụi con đến đây á, thì nhưng mà biết rồi đó, tụi con cũng mang cái tâm đến đây để mà muốn giúp đỡ cho. Ừ, gì trời, trời trời rồi, tâm gì cái ông này, ông không có tâm gì đâu. Ừ, mà nó giúp cho bà này nè. Thì đó, nhưng mà cái tâm này ông này nè, rồi kìa một đồ cúng lăn mèo luôn. Anh đồ cũng mới chờ rồi. Tự nhiên đau người quá trời đau à. Bây giờ á, chủ yếu tụi con ở đây giúp đỡ cho hương của người bà này nè. Còn cái ông kia thì bây giờ nếu mà tâm ông mà thiện á, ông muốn đi á, thì vẫn được rồi đó. Nhưng mà cái tâm ông không được thiện. Ê, ê, bà em đó kìa. Quái. Cái gì? Bà trong cái nhà củi á. Tao thấy có hồi thứ xuất hiện đây không á. Ừ, bà đây vòng vòng đây nè. Nam mô Phật bà ơi, bây giờ bà cho con hỏi là bây giờ bà còn tâm nguyện nào không, và bà có muốn đi về một nơi khác để mà tu tập hay không? Bà nói bà muốn kìa. Muốn rồi à. Bây giờ tụi con tìm cách giúp bà đi ha, bà chịu không bà? Cẩn thận mày, ông này ông dữ quá dữ. Bây giờ á, tại vì tụi con đáng lẽ là giúp bà dễ dàng, tại bà tâm bà muốn đi rồi đúng không? Mà giờ tại tụi con có một người ông nào đó đến đây phá hoài cản trở tụi con giúp đỡ cho bà. Ông đâu không thấy. Ông đâu không thấy. Cái cây nè. Cái cây mà. Ừ, cái lưu lưu luôn. Rồi làm sao tụi con giúp được bà đây, kiểu này khó quá khó. Không có đâu, ở đây với ông hả? Chôn chùi ở đây hay gì? Người ta muốn đi thì chúng tôi giúp, ông có quyền gì cản trở chứ. Mà ông cản trở đi, coi thử cái ông được cái gì. Bản thân ông chưa giúp được ông nữa kìa. Ông càng làm như vậy đó, ông càng bị đọ. Cái gì kìa, cái ông y. Chỗ đâu ngực có trời, có đâu. Ơi bà. Ơi giúp bà đi, cố gắng giúp bà đi. Nam mô Di Phật, bây giờ vậy đi.
Bây giờ bà muốn đi, bây giờ tụi con cũng đã cúng kiến xong hết rồi. Bây giờ còn hai cái nén hương nó còn sót lại ở trên bàn cúng. Bây giờ bà hãy đến đó bà vô cái những cái nén hương con cố gắng nhanh nhất có thể đem chùa, bà chịu không bà? Dạ được rồi. Vậy con sẽ cố gắng đưa bà đi. Nam mô Di Đà Phật, con cầu ơn trên cũng như đất đai thổ thần thổ địa ở đây, thì hãy gia hộ và giúp đỡ cho hai cô cháu con có thể mà thuận tiện, cũng như xin phép là đất đai thổ thần thổ địa ở đây á. Thì hôm nay hai cháu con đến đây thì con xin phép là mang bà đi để cho bà đến một cái nơi khác để cúng kiến. Con mong đất đai thổ thần thổ địa ở đây bà còn không? Bà còn đó, mong rằng là thổ thần thổ địa ở đây mặt có nhìn kìa, chấp thuận cho con cũng như là giúp cho con thuận lợi để đem cho bà đi cho một cách dễ dàng. Nam mô Di Đà Phật. Ông đừng có cố gắng nữa, ông muốn đi á thì em ta giúp. Còn cái tâm ông mà không có tâm ông nội này chắc không được đâu. Bây giờ ông có làm gì chăng nữa, tôi đây cũng giúp bà rồi, thì giờ ông có làm gì chăng nữa cũng tôi sẽ giúp cho bằng được. Khó gì vậy? Nó ngúng không nè. Tôi ra sao này. Không cháy hết trơn ta. Nó dày quá. Nó cháy đã. Đã nóng quá. Còn ông nếu mà ông á sau này á tôi đó trở lại mà ông thật sự mà ông quay đầu và ông hướng thiện á thì lúc đó cậu cháu của tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho ông, chứ bây giờ ông mà cứ cản trở người ta thì sau này mà ông có quy y chăng nữa mà ông muốn về chùa thì có ông khác cản trở không à. Thì ông chỉ người ta nói gieo nhân thì gặt quả đó. Thì bây giờ ông nên biết tu tập đi, giống như bà thấy không, người ta hiền, người ta hướng thiện, người ta cũng đi về chùa và tu tập để mà chuyển kiếp. Người ta cũng đợi cái chỗ đặng người ta tìm người đến giúp đó mà không được đó. Đến giờ á còn ông đương nhiên con ở đâu đến đây ông phá người ta. Tự nhiên đau ngực quá trời, ngộ đau lòng ngực hả? Đau rồi. Để lẹ đi, để hai cái tay ăn rất tàn. Vậy thì giờ á con tụi con sẽ giúp bà vào chùa hen, bà chịu không? Bà chịu á. Tại tao ở đây không thấy được có gì mà nói không nha. Ừ. Thì giờ tụi con cũng nói cho vậy nè, khi mà chùa á thì đến đó thì người ta tu tập, thì mình đến đó thì mình cũng chịu khó nghe những lời kinh tiếng kệ, cũng như là nếu có những vong linh đó tu đó trước bà thì cũng cố gắng mà nghe theo nha bà. Cái dĩa của mình nãy lụm ra chưa hả? Cái đó bay nằm đó kìa. Chưa lụm ra. Chưa. Để ngồi quên cái dĩa của người ta nè. Để ngồi đem nhà để lại. Chết. Từng cái nha. Còn hai cái nha.
mấy chim mà nó kêu cũng nó hót ngộ. Ừ. Nam mô Di Phật, thì hai cậu cháu con sẽ nguyện để giúp đỡ cho bà, để hộ cho bà đi một cách suôn sẻ, như là bà vào cái cây nhang này đi, hai cậu cháu con đem bà đi nha bà. Bà hãy và được trong bà đi ra, bà vô cái nhang ha, bà cố gắng bà theo cái nhang, bà theo nén hương này nha. Nam mô Di Đà Phật. 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 Còn không? Tiêu à? Ta đây không thấy. Bà đi hay vậy? Ừ nha, cái tạng rồi. Thôi bây giờ cả nhà chắc hai cậu cháu cũng trên phòng đi. Để mưa nữa, chúng biết sao nữa. Tiếng mưa lắm rồi. Tắt ngang là xong luôn á. Thôi bây giờ cả nhà con cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, hai cậu cháu cũng tranh thủ để đi dần đem đến cái nơi gần đây nhất. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà. Tôi cũng xin phép dừng video đây, tụi con đi cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Nam mô Di Đà Phật.